Tối 9 tháng 2, trên địa bàn thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đã xảy ra một vụ cháy. Theo đó, vào khoảng 21 giờ, công an thị trấn Đầm Dơi đã nhận được tin báo có sự cố cháy xảy ra tại cơ sở thức ăn, thuốc thủy sản Quậy An 04 thị trấn Đầm Dơi. Sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Đầm Dơi đã phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường. Tại nhà kho chứa nhiều thức ăn và thuốc thú y thủy sản của cơ sở Quậy An, phát hiện có nhiều khói bốc lên, có mùi cháy khét. Lực lượng đã cùng ông Nguyễn Công Bằng, chủ cơ sở Quậy An và người dân xung quanh mở cửa kho, dùng bình chữa cháy, nước, cát dập tắt đám cháy. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Lúc này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Cà Mau cũng đã có mặt để hỗ trợ và ứng cứu kịp thời. Làm việc với cơ sở, bước đầu chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, khu vực phát sinh đám cháy ban đầu có để một thùng khẩu trang chống độc N95, tổng thiệt hại ban đầu gần 5 triệu đồng. Sau khi hay tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi cũng đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với lực lượng làm nhiệm vụ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dập tắt đám cháy cũng như tìm hiểu nguyên nhân và thiệt hại của cơ sở. Đập cho nó ra khói. Thùng cà lo cho nó. Nóng hầm quá hay gì thôi.